Lý Huỳnh đang bước lên võ đài tinh võ. Hãy nhìn chiếc áo choàng đặc biệt của ông, biểu tượng đầu lâu xương chéo cùng dòng chữ màu trắng võ đường 75 Phan Đình Phùng, nổi bật trên nền vải đen đầy kiêu hãnh. Đó là đệ tử của Huỳnh Tiền. Đại ca thầy bước vào 75 Phan Đình Phùng. Anh Đại luôn ngẩng cao đầu trong thế giới du đãng, luôn thẳng lưng trước người đối diện, dù người ấy là những ông tướng quyền uy như ông Nguyễn Cao Kỳ. Nhưng đây là lần đầu và cũng là duy nhất đại ca thầy biết cúi đầu trong lễ bái sư. Người nhận bái là Huỳnh Tiền. Huỳnh Tiền xếp thứ 3 trong tam đa quyền huyền thoại của võ thuật Sài Gòn xưa: Minh Cảnh, Kít Đam Xây, Huỳnh Tiền. Nhưng võ Việt xếp ông vào bậc song toàn, cá tính và kiêu hãnh nhất. Trong chương trình Đi Tìm Huyền Thoại hôm nay, kênh Võ Việt sẽ không đề cập đến những thông tin về võ sư Huỳnh Tiền mà quý vị và các bạn đã hoặc có thể đọc được trên các mặt báo. Thay vào đó, thông qua tư liệu cùng lời kể của những người từng trải qua và chứng kiến như cô võ sư Trà Và Hương, võ sư Nguyễn Minh Hoàng và võ sư Phi Long Vàng, chúng tôi xin khắc họa chân dung huyền thoại này ở hai lát cắt độc quyền. Một là Huỳnh Tiền là ông thầy của thế giới du đãng với những học trò đặc biệt như đại ca thầy. Và hai là lý giải vì sao giữa ông và anh trai Kít Đam Xây lại rơi vào cảnh huynh đệ tương tàn. Bây giờ, chúng ta hãy cùng đi tìm huyền thoại Huỳnh Tiền. Đại ca thầy. Nếu như võ vương Minh Cảnh và anh trai Kít Đam Xây, tức võ sư Nguyễn Văn Phát, là những cao thủ quyền Anh, thì Huỳnh Tiền là cao thủ trên cả võ đài tự do lẫn boxing. Vị võ sư sinh năm 1916, vô địch Việt Nam về quyền Anh và quyền tự do trong các năm 1948, 1949 và 1953. Trong những năm tháng ấy, ông từng có 4 lần thượng đài võ vương Minh Cảnh với kết quả không tồi là 1 thắng và 1 hòa. Huỳnh Tiền thì đánh cũng đánh với ông già. Huỳnh Tiền thì bên tự do, ông đánh tự do giỏi lắm. Nhưng mà đánh, ông già thì đánh quyền Anh, thành ra ông cũng hai ông cùng võ sĩ với nhau thì đi tỉnh này tỉnh kia đẳng cấp độ đánh đẳng, có tiền vậy. Đấu đài lừng lẫy, đó là thành tích của cá nhân ông Huỳnh Tiền. Nhưng võ đường 75 Phan Đình Phùng, tức là nhà thi đấu Phan Đình Phùng cũ, nơi đào tạo ra hàng ngàn học trò xuất chúng, mới là thành tựu đáng nói nhất của bậc huyền thoại này cho võ thuật Việt Nam trước năm 1975. Nhưng cái võ đường với logo đầu lâu xương chéo của ông Huỳnh Tiền cũng nổi tiếng là cái nơi quy tụ nhiều cao thủ, vừa là võ sĩ trên võ đài, vừa là du đãng trong thế giới ngầm như Dương Văn Me, Cà Na Huỳnh Sơn hay Trịnh Kim Long. Ông Huỳnh Tiền là thuộc về ông già ở ông tập ở Phan Phùng. Ông dạy rất nhiều võ sĩ. Võ sĩ ông cũng nhiều vị nổi danh lắm. Nhưng mà nhiều vị thì xin lỗi nói không phải nói nhiều vị thì cũng thuộc về có về dính dấp với là dân giang hồ rồi, cũng như Dương Văn Me cũng là học của Huỳnh Tiền. Ông Dương Văn Me đó, đó đời Trà Và Hương, anh Dương Văn Me rồi đó, rồi Hồng Cương, Hồng Trực, rồi Năm Khọt là này kia vậy đó, đó là một đời đó, với John Aman rồi người Bà Lai á, rồi đó mấy anh đó là cũng đàn anh thôi hết. Huỳnh Tiền cũng rất thích những đứa trẻ du đáng đam mê võ thuật nên sẵn sàng đào tạo họ. Theo người chứng kiến Trà Và Hương, Cà Na là một ví dụ. Trong lần đầu lên đài ở Tây Ninh và thắng được võ sĩ Ba Tăng nhờ lì đòn và sự láo cá, Cà Na đã được Huỳnh Tiền nhận làm đệ tử, để rồi sau đó trở thành võ sĩ Huỳnh Sơn nổi tiếng và rồi cũng bị bắn chết trên hàng rào thép gai khi cố gắng vượt ngục.
Thì trong lúc đó là ông Quỳnh Tiền ông lại ông hỏi nó, ông lụm nó trước. Ông hỏi nó học trò ai, nó học trò Quỳnh Tiền, tại nó nghe tiếng ông à. Chính ông là Quỳnh Tiền. Ông thôi được, nếu con nói về tao đem mày về, tao dạy mày. Ông đặt tên là Quỳnh Sơn đó, sau này không có địch thủ đâu. Huỳnh Tiền sẵn sàng nhận đệ tử là dân giang hồ du đãng, bởi cái thế thời nó vậy. Dân du đãng thứ thiệt của Sài Gòn xưa, ai cũng học võ. Ví như Trà và Hương và Sáu Nhỏ ở Đa Cao học từ Mustaza, Nguyễn Nhiều cho đến Kít Đam Xây. Tín Mã Nàm ở Chợ Lớn thì là đệ tử Thiếu Lâm Hồng Gia, Nguyễn Văn Minh ở Cầu Muối lại học Tân Khánh Bà Trà. Vậy đại ca thay, người đứng đầu tứ đại thiên vương của du đãng Sài Gòn học ai? Đó là Huỳnh Tiền. Ông đại ca thay hồi xưa cũng học của Huỳnh Tiền nữa đó. Anh đại ca thay đó, hồi đó cũng có cũng có thời học với Huỳnh Tiền nữa đó. Như Lý Quỳnh rồi cũng học của Huỳnh Tiền đó, là Lý Quỳnh đó. Đại ca thay lặng lẽ bước chân vào võ đường 75 Phan Đình Phùng như bao học trò khác. Thời điểm đó, Lý Huỳnh đã là nhà vô địch lừng lẫy và nổi danh bậc nhất trong số các học trò của Huỳnh Tiền, một trong tứ tú của võ thuật Sài Gòn. Lý Huỳnh thấy một cậu võ sinh mới dáng dấp tựa thư sinh, liền sai bảo dọn dẹp võ đường theo cung cách đàn anh. Nhưng đại phớt lờ, đáp trả bằng cái nhìn sắc như dao cạo. Và khi biết chàng võ sinh mới là đại ca thay, Lý Huỳnh dĩ nhiên có cách hành xử phù hợp khác. Thì hồi đó là ở trong đó có cái, để tôi nghe có lúc ông vừa vô cái Lý Huỳnh rồi hay sai ông, như học trò mới, học trò cũ sai học trò mới vậy đó. Sao biết anh đã ra thai thôi. Cũng như anh em nữa nay kia, ê mày giọng bao hay này kia rồi vậy đó, chứ không có gì. Cũng như Dương Ân Me rồi cũng học vậy đó. Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Võ Việt, trước khi qua đời, võ sư Trà và Hương chiến hữu gắn bó với đại ca thay từ trại Tế Bần, hẻm Ve Chai bên giáp hát ca thay, cho đến những ngày huy hoàng khẳng định. Đại ca thay không học ai, thứ võ duy nhất của đại là ôm, xiết và quăng đối thủ như môn judo, nhưng là theo bản năng tự nhiên trên nền tảng thể lực phi phàm. Tôi cho nó từ nhỏ luôn mà. Cho tới lớn, cho tới ngày nó chết mất luôn, không có học ai hết á. Ai cũng sợ hết. Tôi giật bổng mà Simo mà giật á, thì nó cũng từ từ. Tức là cũng ôm giật vậy á. Hiện đại nó có một cái nó như vậy thôi. Nhưng cái này trời phú nó có học ai hết. Nhỏ lớn nó quýnh lộn nó vậy thôi. Chứ nó không có học gì của ai hết á. Có sự khác nhau, nhưng không có sự mâu thuẫn trong lời kể của cố sư Trà và Hương và võ sư Nguyễn Minh Hoàng. Bởi đúng là đại ca thay có tới bái sư Huỳnh Tiền, gọi Huỳnh Tiền là thầy, nhưng trùm du đãng Sài Gòn cũng chỉ học Huỳnh Tiền một thời gian rất ngắn. Không chám rồi bỏ học nên cũng chưa lĩnh hội được đòn nào từ võ sư Huỳnh Tiền. Vậy nên các đòn thế trong những trận đánh của đại ca thay trong thế giới ngầm vẫn là bản năng vật như judo. Như không lâu, học ít cũng có vô học quật quẹt rồi đó, rồi cái mới nghỉ. Nhưng mà ổng vô cũng như học chơi vậy đó, mà biết giải Phan Phùng rồi đi ngang ghé chơi vậy đó, cũng như gọi có tập rồi vậy. Nhưng đại ca thay vẫn rất mê võ, trọng võ và luôn gọi các võ sư là thầy. Trận đấu đài nào ở những võ đài như Tinh Võ, đại ca thay cũng tới xem. Võ sư Nguyễn Minh Hoàng vẫn còn nhớ, đại ca thay là một gã quyền uy nhưng lịch sự. Mỗi khi ông trùm bước vào võ đài, tất cả đều dạt hai hàng nhường đường cho con người này. Đại không để ý nhiều đến khán giả xung quanh, ông trùm chỉ chú ý hướng tầm mắt lên sàn đài, thưởng thức màn đấu đá của các võ sĩ. Lúc ông nổi đó, ông đi coi võ đài đó là đi 2-3 chiếc xe quy kỳ lận. Vô võ đài cái là tụi nó ngừng xuống là nó dẹp hết là ảnh vô. Vô ảnh ngồi coi võ đài chơi vậy đó. Ông cũng thích ông già lắm, cũng kêu ông ấy võ sư rồi thầy chơi vậy đó thôi.
ảnh đâu có dựa vô cái ấy mà quấy phá, chỉ ảnh thương ảnh giúp đỡ rồi vậy chứ còn. Mà theo tôi biết thì mấy người đó đa số đàng hoàng lắm, mà bị gì tôi không có dính trong cái đó, ra tôi cũng không biết, mà gặp nhau rồi tôi thấy mấy anh đàng hoàng lắm. Nhưng mà mình thấy tư cách của ảnh đối xử với những người khác thì mình cũng tôn trọng. Huynh đệ thâm thù. Anh em như thể chân tay, nhưng mối quan hệ giữa Huỳnh Tiền và anh trai Kiết Đam Xây là không đội trời chung theo kiểu có nó không có tao, như tuyên bố trước giới võ thuật của Kiết Đam Xây. Tại sao lại như vậy? Chuyện có lẽ bắt đầu từ năm 1958, khi ông Kiết Đam Xây từ Pháp trở lại Việt Nam trong tư cách đệ nhị quyền anh Pháp Quốc, được cộng đồng võ thuật nước nhà trọng vọng, đánh giá là cao thủ số 1, trừ người em Huỳnh Tiền. Thầy Kiết Đam Xây là người ở bên Pháp, là đánh quyền anh bên Pháp về Việt Nam hồi những năm 1960 gì đó. Đó rồi mới gặp Huỳnh Tiền. Huỳnh Tiền nói Việt Nam, Kiết Đam Xây hỏi Việt Nam có thằng nào là vô địch giỏi nhất, Huỳnh Tiền mới chỉ Minh Cảnh. Minh Cảnh mới là số 1. Đúng là gáo nước lạnh dội vào ngọn lửa đang hừng hực kiêu hãnh của một tay đấm vừa trở về từ nước Pháp sau 19 năm với hai danh hiệu Á quân từ Marseille năm 1944 đến Paris năm 1946. Võ sư Phi Long Vàng, tức Nguyễn Văn Vàng, đệ tử lưu giữ tư liệu của Kiết Đam Xây và ở bên cạnh thầy mình cho đến khi ông qua đời, còn cho biết mối hận thù huynh đệ đẩy lên cao trào tới mức không chỉ từ mặt nhau lúc sống, mà Kiết Đam Xây còn tuyên bố đoạn tuyệt với em trai ngay cả khi qua đời. Và ông Phi Long Vàng cũng đã có những lý giải. Khi mà lúc mà thầy còn sống đấy, thì thầy hay nói một câu với tôi như thế này: tao mà có chết đó, mà võ sư Huỳnh Tiền mà bước vô đó, là tao bức néo. Là nghe thầy nói như vậy, nói sao vậy dữ vậy ba? Thì hỏi ba thì là thầy đó, kêu ba là thầy kích á. Thì thầy không có nói, chỉ giận lên là nói như vậy thôi. Thì mình không cũng không dám hỏi nữa. Theo bây giờ là sau này tôi mới suy nghĩ, tôi nói tại sao anh em đi đến một cái sự bất hòa mà nó nặng đến như thế. Thì tôi nghĩ là nó có những cái nguyên nhân, là thí dụ như tôi biết đó, là ngày xưa đó là học trò của thầy Huỳnh Tiền và học trò của thầy Kiết Đam Xây thì thường đến vô chung kết, vô trận chung kết thì hai cái lò Huỳnh Tiền và lò Kiết Đam Xây thường đụng với nhau. Thì nói chung là ai cũng muốn học trò người ta thắng hết. Thì từ ở chỗ đó nó cũng có một cái nó hơi quất cái tấm lòng mình nó hơi ganh tị một chút. Mình cũng muốn là đệ tử mình thắng nhưng mà lại là thua, là nó như vậy. Nó là như vậy, từ mâu thuẫn trong lời ăn tiếng nói tới nguyên chính là đây. Như hình ảnh của quý vị và các bạn đang xem, đây là võ đài Tinh Võ Chợ Lớn vào năm 1966. Châu Huỳnh, một cao thủ trong lò 75 Phan Đình Phùng của Huỳnh Tiền, đấu Hoàng Kiếm, đại đệ tử của Kiết Đam Xây. Các học trò võ sĩ của hai anh em cứ liên tục đụng độ nhau trên võ đài như vậy, nên cũng dễ nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng chưa hết, đây mới là nguyên nhân lớn nhất. Hãy nhìn chàng võ sĩ này, đây là Hiệp Huỳnh, tại 75 Phan Đình Phùng thì không phải Tứ Tú, Lý Huỳnh, Dương Văn Me hay Châu Huỳnh, mà Hiệp Huỳnh mới là cao thủ số 1 mà Huỳnh Tiền đào tạo nên. Ấy thế nhưng năm 1958, Hiệp Huỳnh lại bỏ 75 Phan Đình Phùng tới ngã ba ông Tạ để bái sư Kiết Đam Xây, để rồi trở thành thần phong của ông Kiết Đam Xây và tướng Nguyễn Cao Kỳ. Đây được xem là cú đào tẩu gây sốc giới võ lâm Sài Gòn, càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa thù hận của hai anh em Kiết Đam Xây và Huỳnh Tiền.
Hai võ sĩ kỳ cựu của võ sư Quỳnh Tiền, tức là anh Hiệp Quỳnh và anh Hải Quỳnh. Sau khi năm 1958 mà thầy về nước đó, thì anh Hiệp Quỳnh là lúc đó là đương là học trò của võ sư Quỳnh Tiền. Và nghe thầy kích em say về nước, và nghe cũng nói về cái tài nghệ của thầy. Do đó anh Hiệp Quỳnh mới qua đầu quân. Nói chung là qua là để học của thầy kích và cả anh Hải Quỳnh. Thì tôi nghĩ ở chỗ đó cũng có thể gây ra một cái mâu thuẫn giữa anh em chút xíu. Đó là những nguyên nhân khiến hai anh em nổi tiếng nhất làng võ thuật Sài Gòn từ mặt nhau, ngay cả khi đã nhắm mắt xuôi tay. Tuy vậy, cả hai đều là những võ sĩ vô địch, những võ sư đáng trọng của võ thuật Việt Nam trước năm 1975. Mà cho đến ngày nay, từ Việt Nam tới hải ngoại, các thế hệ học trò của họ vẫn còn, vẫn nhắc đến và vẫn tiếp nối con đường võ học. Chuyển động cùng Võ Việt.